Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Livan Sport. Thì như Thúy đã chia sẻ trong các clip trước đây của Livan, thì các bạn nữ đừng lo lắng về việc tập tạ sẽ làm thô, cơ bắp cuồn cuộn hay là body sẽ bị xấu nhá. Các bạn thấy đấy, Thúy đâu có cơ bắp đâu đúng không nào? Chỉ có tập tạ mới giúp chúng ta giảm cân, giảm béo cũng như là tăng cơ hiệu quả. Và với một body chuẩn gym thì chúng ta không thể nào bỏ qua các bài tập tạ rồi đúng không nào? Và rất là vui khi mà bây giờ Thúy đi đến các phòng tập gym thì đã Thúy để ý thấy rằng rất nhiều các bạn nữ đã tập tạ rồi. Và ngày hôm nay thì Thúy cũng sẽ chia sẻ một số các vấn đề xoay quanh việc thời điểm nào nên hay là không nên đi tập tạ dành riêng cho các bạn nữ. Đây là một nguyên tắc rất là quan trọng các bạn nhé. Điều đầu tiên đó là chúng ta không nên tập tạ trong những ngày đèn đỏ. Các bạn đừng tin vào những quảng cáo như là siêu thấm, siêu hút, hô thoáng hay là tự tin cho ngày tập luyện. Bởi vì trong những ngày này đây là một vấn đề liên quan đến sức khỏe. Nó sẽ không liên quan đến việc là thấm hút hay nhiều hay ít, hay là có cánh hay là không cánh. Với những ngày này, nếu các bạn muốn tập luyện thì chúng ta cũng chỉ nên tập luyện những bài tập thật là nhẹ nhàng thôi. Nếu ai chăm chỉ tập nặng vào trong những ngày này, đó là không nên nha, chăm chỉ không đúng lúc nha. Vấn đề thứ hai đó chính là chúng ta sẽ không tập tạ khi bị đau cơ. Lỗi này có rất là nhiều các bạn mắc phải, ngay cả những bạn đã có kinh nghiệm tập luyện lâu rồi. Ví dụ như hôm nay chúng ta tập ngực thì cơ ngực đã hoạt động cũng đã bị đau rồi, thì chúng ta hãy nghỉ ngơi cho cơ ngực được nghỉ ngơi. Và ngày mai chúng ta sẽ tập các bài tập khác như là bài tập chân và mông. Khi đau cơ thì chúng ta sẽ không tập luyện, không nên tập luyện các bạn nhé. Các bạn đừng chỉ chăm chăm tập luyện với một cơ nhất định, mà chúng ta cần tập luyện những cái bài tập mà tác động vào toàn bộ cơ thể của chúng ta. Vấn đề thứ ba đó là chúng ta không nên tập luyện khi vừa ăn no hay là bụng đang đói. Bởi vì sao ạ? Sau bữa ăn thì mọi nguồn năng lượng sẽ tập trung cho hệ tiêu hóa. Chúng ta không nên bắt cơ bắp vận động vào lúc này. Nếu thói quen này kéo dài thì sẽ dẫn đến việc đau dạ dày. Cũng như đó là khi các bạn đi tập mà các bạn để cho cơ thể mình bị đói, cái bụng mình đang đói đúng không ạ? Khi mà tập luyện thì chúng ta phải cần một lượng năng lượng rất là lớn để tập luyện. Vậy khi mà bụng chúng ta đói, cơ thể thiếu hụt năng lượng mà lại đi tập luyện thì sẽ dẫn đến những triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, và nặng hơn là có thể gây ra ngất xỉu. À, có một lưu ý nữa các bạn nhé, đó là chúng ta tuyệt đối sẽ không sử dụng rượu bia trước khi đi tập. Bởi vì sao? Đồ uống có cồn sẽ dẫn đến việc giãn nở mạch máu. Khi tập nặng thì có thể gây đứt mạch máu, điều này cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe các bạn nhé. Và vấn đề tiếp theo đó là chúng ta không nên tập tạ trước khi đi ngủ. Có một số bạn thì thường là tập tạ tự tập ở nhà, cũng như là có một số bạn vì một số lý do nào đấy chúng ta không thể dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thì các bạn thường tập luyện trước khi đi ngủ. Vấn đề này nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng không tốt một chút nào. Chúng ta sẽ có một đêm khá là tồi tệ nếu mà chúng ta tập luyện nặng trước khi đi ngủ đấy ạ. Chúng ta có rất là nhiều các bài tập nhẹ nhàng, thư giãn trước khi đi ngủ, và chắc chắn đó sẽ không phải những bài tập tạ rồi. Các bạn hãy nhớ điều này nhé. Vấn đề thứ năm đó là chúng ta không nên tập tạ nặng vào buổi sáng sớm. Có một số quan niệm cho rằng dậy sớm và tập luyện sẽ là tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nó sẽ là không đúng với việc tập nặng. Bởi vì vào buổi sáng sớm thì cơ bắp chúng ta đang quen với trạng thái nghỉ ngơi. Khi mà bạn tập tạ nặng vào thời điểm này thì sẽ khiến cơ thể cảm thấy rất là mệt mỏi, uể oải, cũng như là không có đủ nguồn năng lượng để có thể hoàn thành các công việc trong ngày. Và về lâu về dài thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta gặp một số vấn đề về cơ bắp như là giãn cơ, viêm cơ hay là dây chằng. Vào buổi sáng sớm thì chúng ta nên tập luyện những bài tập nhẹ nhàng giúp cho cơ thể khởi động, sẵn sàng cho một ngày mới. Vậy thì tập tạ vào lúc nào là tốt nhất? Câu trả lời là vào buổi chiều, 16 giờ. 16 giờ được cho là thời điểm lý tưởng để giúp các bạn tập luyện. Bởi vì vào thời điểm này thì cơ bắp của chúng ta cũng đã quen với sự vận động nhẹ nhàng cả vào buổi sáng cũng như là buổi chiều rồi. Khi các bạn tập luyện vào buổi chiều tối thì sẽ giúp xây dựng cơ bắp một cách tốt hơn, phát triển cơ bắp một cách tốt nhất. Khi các bạn tập luyện vào chiều tối thì sẽ giúp cơ thể chúng ta ngủ ngon hơn, kích thích tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp cũng như là rất tốt cho hệ tim mạch. Ngoài ra có một số bạn có thể là vì một số lý do này, một số lý do khác mà không dành được nhiều thời gian cho việc tập luyện, thì chúng ta cũng có thể tập luyện vào một số thời điểm khác trong ngày. Tuy nhiên, chắc chắn là nó sẽ không tốt vào thời điểm buổi chiều tối lúc 16 giờ đâu. Và lưu ý cuối cùng đó là chúng ta nên tập luyện thường xuyên, tạo thói quen tốt cho cơ thể. Ví dụ bạn nào mà tập sáng thì chúng ta sẽ chỉ chuyên tập sáng thôi, tập chiều thì cũng sẽ chỉ chuyên tập chiều. Mỗi tuần thì chúng ta có thể dành từ 3 đến 4 buổi tập là hợp lý. Mỗi buổi tập thì các bạn có thể dành từ 40 cho đến 60 phút. Với những bạn nào mà chúng ta mới bắt đầu tập thì chúng ta có thể tập luyện những bài tập nhẹ nhàng, sau đó thì sẽ tăng dần cường độ lên. Nếu mà tập nặng ngay từ đầu thì sẽ là không tốt cho sức khỏe đâu. Và các bạn lưu ý là chúng ta cũng không nên tập luyện quá sức nhé.
Trên đây là những chia sẻ về các vấn đề xoay quanh thời điểm nên hay không nên đi tập tạ dành riêng cho các bạn nữ. Nếu các bạn có bất kỳ những thắc mắc gì thì hãy comment ở bên dưới. Thúy và Livan Sport sẽ giải đáp những thắc mắc này cho các bạn nhé. Các bạn đừng quên like và subscribe cho Livan Sport và Thúy nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.